Chào các bạn, sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn một số cái loại súng phun sơn của hãng AirPro Pro. Thì đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái súng phun sơn R31. Thì R31 này á, đây là cái súng R31 của hãng AirPro Pro. Đây là hãng này cũng khá nổi tiếng, được rất là nhiều người sử dụng. Thì cái hãng này á, thì cái loại mà R31 này là loại súng nhỏ mini, thì nó sẽ có các cái kim bét là 0.6mm hoặc là 0.8. Bên tay tôi là cây súng 0.6mm. Thì và cái kiểu súng là gravity, là cái kiểu đường bên hông phía trên. Thì khi mua về đây là cái hộp súng. Giờ chúng ta sẽ mở thử hộp súng ra và chúng ta sẽ test thử cái hộp súng này. Test thử súng này như sau. Thứ nhất là ta mở ra, ta sẽ thấy có một cái bàn chải vệ sinh, một cái cốc đựng sơn. Cốc đựng sơn này khá nhỏ vì cái súng loại nhỏ nên nó chỉ khoảng hơn 100ml thôi, khoảng 125ml. Và thêm nữa là cái súng, đây là cái súng. Súng R31. Đây là súng R31 Aero Pro. Thì nắp chụp và các cái nút chỉnh của súng thì được mạ gôm đỏ, màu đỏ. Và thêm nữa là chúng ta sẽ có một cái khóa để bật mở đầu bếp khi cần, và một cút nối hay là một cái nối hơi. Thì và tiếp nữa là chúng ta sẽ thấy một cái instruction manual, là cái bản hướng dẫn rồi các thông số kỹ thuật của hãng. Đó, thì đây chúng ta sẽ mở ra thì trong này nó có rất là nhiều độ an toàn, cách xịt sơn như thế nào. Nhưng mà được cái là nó bằng tiếng Anh, chúng ta cũng phải xem được tiếng Anh một chút và cái cách cầm súng cho đúng vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử cái súng phun sơn R31 này. Súng R31 này thì chúng ta có thể là dùng để phun các cái vật nhỏ, các cái sản phẩm bé, ví dụ như là phun giày da, rồi phun lên các cái sản phẩm nhỏ thôi, gốm nhỏ, tượng nhỏ, hoặc là chúng ta có thể dùng phun dập ván, do kim bét của nó chỉ có là 0.6mm thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái cốc đựng sơn vào, lắp cốc đựng sơn vào. Thì giờ ta sẽ gắn đường hơi vào, gắn đường hơi vào súng. Đó. Và bây giờ tôi sẽ thử cái súng này. Tôi sẽ thử bằng nước, tôi sẽ đổ một ít nước và tôi thử độ tơi mịn của súng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử. Đó, thì bây giờ ta có thể là chỉnh gió. Và đây là nút chỉnh hơi, nút chỉnh lượng hơi lớn nhỏ vào súng. Còn đây là nút chỉnh độ trụng xòe. Đó, ta thấy sơn ra rất tơi vì rất tơi. Vì cái kim của nó rất là nhỏ, chỉ có 0.6mm thôi. Đó, đây là lượng sơn, nhiều ít. Đó, đó. Thấy là nó ra rất đều nhé. Ra rất đều, hai bên rất là đều. Đó, tôi có thể là thấp lại, mọi người coi. Đó, hãng Aero Pro được vào thị trường Việt Nam khá lâu và cũng được rất là nhiều người khách hàng ưa chuộng. Đây là cây súng R31. Ngoài ra thì súng Aero Pro còn rất là nhiều loại, ví dụ R500, F75, W77, R77, rồi thêm nữa là các loại đơn sơn, nồi trộn, vân vân. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở clip sau. Xin chào.